một nghiên cứu mới cho biết, hoặc là chúng ta phát triển công nghệ để khai thác an toàn năng lượng cần thiết để thoát khỏi hành tinh của chúng ta, hoặc chúng ta tự hủy diệt chính mình trong một trận đại hồng thủy nào đó, có thể là chiến tranh hay dịch bệnh hoặc là thảm họa đến từ ngoài không gian. Loài người sẽ phải đối mặt với thời khắc quan trọng trong lịch sử của chính mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể phát triển công nghệ có thể tránh được sự hủy diệt, thì chúng ta có thể trở thành một giống loài liên hành tinh trong vòng ít nhất 200 năm nữa. Tác giả chính của nghiên cứu Jonathan Jiang thuộc phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cho biết, trái đất là một chấm nhỏ được bao quanh bởi bóng tối. Sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về vật lý cho thấy rằng chúng ta đang bị mắc kẹt trên tảng đá nhỏ bé với nguồn tài nguyên hạn chế. Để hành tinh của chúng ta tốt đẹp, con người cần tăng cường mạnh mẽ việc sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, đồng thời bảo vệ các nguồn năng lượng đó để không bị sử dụng vào mục đích xấu. Nếu nhân loại có thể chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch một cách an toàn trong vài thập kỷ tới, đây có thể là một cú hích. Mối nguy hiểm do việc tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng có thể giải thích tại sao các nhà khoa học không tìm thấy bằng chứng về các nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh. Nếu trái đất không quá đặc biệt và sự phát triển của sự sống và trí thông minh không phải là duy nhất, thì thiên hà sẽ chứa đầy những sinh vật thông minh. Nói về mặt thiên văn học, dải ngân hà đã có hàng tỷ năm tuổi mà loài người xuất hiện trên trái đất chưa là bao lâu. Điều đó có nghĩa là vào thời điểm loài người trở nên thông minh, sẽ phải có ai đó ở đó để gặp chúng ta, hoặc ít nhất là để lại một món quà chào mừng. Cuộc sống và đặc biệt là cuộc sống thông minh dường như cực kỳ hiếm. Vì vậy, có lẽ một số quy trình loại bỏ sự sống thông minh khỏi bối cảnh trước khi một nền văn minh đó có thể đạt đến các giai đoạn phát triển cao hơn. Hầu hết những cái gọi là bộ lọc tuyệt vời là các hình thức tự hủy diệt khác nhau của các loài. Việc có sự hiện diện của con người trên nhiều hành tinh đóng vai trò như một bức tường thành vững chắc chống lại sự tự hủy diệt. Nhưng để đạt được trạng thái đa hành tinh, đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ, không chỉ để thiết lập các thuộc địa ngắn hạn, mà còn để duy trì các thành phố chính thức và tự duy trì. Tương lai của loài người sẽ phụ thuộc vào vũ trụ. Thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ cần phải chinh phục một hành tinh khác trong vòng một thế kỷ nữa, nếu loài người chúng ta muốn tiếp tục tồn tại. Các nhà nghiên cứu đã tuân theo các khuyến nghị của Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, trong đó đã vạch ra những hậu quả rõ ràng đối với việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch không suy giảm. Nói tóm lại, nếu nhân loại không nhanh chóng chuyển nguồn cung cấp năng lượng sang các năng lượng thay thế như năng lượng hạt nhân và tái tạo, chúng ta sẽ gây ra quá nhiều thiệt hại cho sinh quyền của mình. Các tính toán của các nhà khoa học bao gồm rất nhiều giả định và độ không chắc chắn trong ước tính có thể là khoảng 100 năm. Các tính toán giả định rằng chúng ta sẽ xác định được các cách an toàn để xử lý chất thải hạt nhân và khả năng khai thác năng lượng ngày càng tăng sẽ không dẫn đến thảm họa. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể duy trì quy trình này, chúng ta có thể tạo tiền đề để bảo vệ cho các thế hệ mai sau trong vòng vài trăm năm tới. Giáo sư, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Anh Stephen Hawking từng nói rằng loài người sẽ phải rời khỏi trái đất và chuyển tới một hành tinh mới nếu chúng ta muốn tồn tại như là một loài trong hơn 1.000 năm nữa. Ông nói, hãy nhớ ngẩng lên nhìn ngắm các vì sao, chứ đừng cúi xuống nhìn hai bàn chân. Hãy cố gắng hiểu những gì các bạn thấy, ngẫm nghĩ về những gì đã khiến cho hành tinh này tồn tại. Hãy tò mò, dù cuộc sống dường như rất khó khăn, nhưng sẽ luôn có một điều gì đó bạn có thể làm được và thành công. Điều quan trọng là các bạn không chấp nhận đầu hàng. Nhằm chuẩn bị cho viễn cảnh loài người không thể vượt qua được, các nhà khoa học đang tìm cách để bảo tồn thành tựu của nhân loại hiện tại nhằm đối phó với nguy cơ con người có thể bị diệt vong bất kỳ lúc nào. Một kho chứa tận thế, Doomsday Vault, đã được xây dựng trên đảo Spitsbergen của Na Uy để lưu trữ bản sao của các loại hạt giống trong những túi nhôm đóng kín. Kho chứa này sẽ bảo vệ các giống cây cho nguồn cung thực phẩm thế giới khỏi bị thất thoát qua các thảm họa như chiến tranh hoặc thiên tai. Nhưng hệ thống này không hoàn hảo, nó từng bị ngập do biến đổi thời tiết, nhưng ý tưởng đằng sau nó đang được một công ty áp dụng để bảo vệ tri thức của nhân loại thay vì chỉ các loại hạt giống. Công ty có tên Lone Star đang lên kế hoạch lưu trữ dữ liệu của con người trong các ống dung nham núi lửa trên mặt trăng. Theo Christopher Stad, CEO của Lone Star cho biết, thật không thể tưởng tượng nổi chúng ta đang lưu giữ những tài sản quý giá nhất
tri thức và dữ liệu của chúng ta ngay trên trái đất, nơi chúng ta vẫn đang thả bom và đốt phá mọi thứ. Chúng ta cần đưa các tài sản của mình ra khỏi hành tinh này, tới nơi chúng ta có thể giữ cho chúng an toàn. Không chỉ nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, trong tháng 4 vừa qua, công ty này cho biết họ đã ký hợp đồng cho hai sứ mệnh đầu tiên nhằm đưa trung tâm dữ liệu đặt trên mặt trăng. Trên thực tế, đã có một kho chứa tận thế tương tự như vậy dành cho dữ liệu nguồn mở được đặt tại Svalbard. Lone Star đã đặt được chỗ trên sứ mệnh IM-1 của hãng Intuitive Machines, một công ty tư nhân sắp đưa tàu đổ bộ lên mặt trăng nhằm thực hiện một cuộc thử nghiệm phần mềm đối với một lượng nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên tàu đổ bộ. Sau đó, họ có kế hoạch đưa tải dịch vụ dữ liệu đầy đủ đầu tiên lên IM-2 của Intuitive Machines đến cực mặt trăng, nơi họ thực hiện các bài kiểm tra tải lên và tải xuống. Ý tưởng của Lone Star là các máy chủ tương lai có thể giao tiếp với trái đất, cũng như lưu trữ thông tin mà chúng ta không muốn bị mất trong nhiều năm tới. Nếu chúng ta không làm vậy, chuyện gì sẽ đến với dữ liệu của chúng ta trên trái đất? Ngân hàng hạt giống đã bị ngập lụt do tác động của biến đổi khí hậu. Nó cũng nhạy cảm với các dạng phá hủy khác như chiến tranh hoặc tấn công mạng. Chúng ta cần nơi nào đó có thể lưu giữ dữ liệu một cách an toàn. Đây không phải lần đầu các nhà khoa học đề xuất ý tưởng lưu trữ tri thức quan trọng của trái đất lên mặt trăng. Nhưng lưu trữ dữ liệu trên mặt trăng chưa bao giờ là một việc đơn giản. Chênh lệch nhiệt độ mặt trăng rất lớn. Ban ngày nó có thể lên tới 106 độ C, nhưng ban đêm có thể giảm về âm 183 độ C. Và bề mặt của mặt trăng cũng không có lớp bảo vệ trước các bức xạ mặt trời như khí quyển trái đất. Do vậy, Lone Star đề xuất xây dựng các máy chủ lưu trữ dữ liệu trong các khe dung nham núi lửa của mặt trăng, nơi có nhiệt độ ổn định hơn cũng như ngăn được bức xạ phá hủy máy chủ. Ngoài Lone Star, cơ quan không gian Ý cũng đã ủy quyền cho hãng Thales Linear Space xây dựng các trung tâm dữ liệu trên mặt trăng như một phần của chương trình mặt trăng Artemis của NASA. Chương trình này sẽ dẫn đến việc định cư vĩnh viễn trên mặt trăng. Vì vậy, các trung tâm dữ liệu là một yêu cầu bắt buộc, không phải một ý tưởng vu vơ.